Vâng, hello, xin kính chào quý vị và các bạn là đến với video tiếp theo trên kênh Xuân Muộn TV của mình trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha. Và hôm nay mình sẽ làm clip chia sẻ cho quý vị và các bạn biết về giá vải của bà con Lục Ngạn đi bán nó như thế nào quý vị nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cái khu vực cổng trại mới Giáp Sơn. Vâng, thời điểm bây giờ thì mình thấy cái vải nó cũng không còn thấy nhiều nữa rồi. Thấy ít lắm rồi. Mình hôm nay thì ghi hình ở đây thì hơi muộn một chút thì giờ thấy vải nó cũng không còn nhiều quý vị nhé. Bây giờ mình sẽ đi ghi hình và chia sẻ cho mọi người cũng biết là xem cái vải hôm nay thì ở đây thì người ta bán như thế nào đây. Ở trước mặt mình thì thấy có một cái điểm cân. Mọi hôm này con giá cũng cao nhưng mà không biết là sáng nay như thế nào thì mình cũng chưa biết. Bây giờ mình sẽ đi ghi hình để mọi người cùng mình đi xem các sọt vải bà con bán thế nào thì mới biết được mọi người nhé. Vâng, hôm nay mình ghi hình vào đây thì ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch, còn dương lịch thì ngày 12 tháng 6. Đấy, trước mặt mình ở này thì có một cái điểm cân, mình sẽ sang bên này. Mọi người có thể nhìn thấy tầm giờ này không thấy có vải mấy đâu, ít vải lắm. Mình sẽ ghi hình từ cái khu vực này lên đến cái khu vực Đồng Cốc. Mình vừa đi đến đâu mình thấy có cái điểm cân thì mình sẽ dừng lại ghi hình mọi người nhé. Đây, ở đây có một xe anh đang chờ bán đấy mọi người, không biết là giá thế nào đây thì bây giờ mình phải hỏi các bác ở đây mới biết được. Nhiều bình thì đúng bình. Bao nhiêu đây anh? 68. 68 à? Vợ mình vừa sang bên này lại thấy bên này có một sọt này, không biết là để xem ta trả giá cho bác này xem sọt này được bao nhiêu không. Bao nhiêu đây anh ơi? 75. Anh vải đẹp lắm nhỉ, năm nay vẫn thế nào là đẹp rồi chứ. Đó. Một cung đây xem nào. Đấy, vải của anh Thanh Hà này cũng gọi là thuộc hàng khá đẹp rồi. Bây giờ cứ đẹp một chút thì nó cũng trên 60 trở lên hết. Củ hồng. Sáu năm. Chưa. Dạ. 65 không bán. 65 không bán. Hết giá rồi bán. 65 lên 66. Hả? Mấy con mấy chục. Cho 66 sao? 66. Mấy hôm qua bán bảy mấy mà. Nó bán đến cũng kia. Chứ này. Hôm nay giá nó vẫn cao mà. To nhỏ. Giá nó vẫn cao mà, nó có phải là xuống đâu mà. Chẳng qua nó tùy theo vải thôi. Của mình nó. Đúng rồi. Nó tùy còn theo vải. Giá so mình nghĩ thôi, còn là được giá so mình nghĩ thôi. Ừ. Còn người ta vẫn được giá. Ừ. Vâng, ở đây thì còn mấy sọt nữa đây này. Để xem các bác một hai sọt này để xem giá là làm sao đây. Giá cao hình như là vẫn giá trên 70.000 có nhá. Đây. Còn đẹp nhỉ. 2 tạ 41 cân. Quá đỉnh. Còn 75 nhiều rồi. Sọt vải quá to. Chiêu em. Để em lấy cái số này. 46 không có giá. Đấy, giá và 75.000. Vâng, anh này chắc mới ra.
bảy mấy không anh? Xuân muộn phải không? Vâng đúng rồi. Ê, xem nhiều lắm đấy. Vâng. Hôm nay mới thấy hả? Ừ. Vâng. Hôm nay mới gặp ý. Ờ, mới gặp rồi. Mọi hôm là bảy mấy anh? Bảy cho đến bảy mấy nhỉ? Bà là tí cháu gái nó không để cho ông thiệt đâu đấy. Và này có bác này phải tầm khoảng 75.000 này. Đấy, giá vải rất là cao luôn này. Giờ có từng sọt ra này. Vẫn còn chuyến nữa. Này chắc phải đầu 7 chứ nhỉ? 75. Không rõ. Đầu 7 nữa, chặt đầu 8 đấy. Ờ, đây ở đây có bà chị Bằng Thủy nhá. Chị Bằng Thủy này, chị này mua vải như là đỉnh nhất khu vực Lục Ngạn mà lớn nhất khu vực Lục Ngạn. Hợp tác xã Bằng Thủy. Đấy, chị gái chị mua bán rất là lớn nhá. Đây cái điểm này thì giá cực đỉnh luôn. 75.000 đây. Mình nói giá chuẩn nhá chứ không phải nói hoa nhá. Giá chuẩn chứ vâng. Và nói giá chuẩn đấy, mình cứ gặp thế nào mình nói vậy thôi. Vẫn còn một chuyến nữa. Nó ở trong thân cây vẹ thì đã đoán được một chuyến nhưng mà chắc lại được chuyến nữa. Vẫn còn chuyến nữa. Ừ. Và vẫn còn chuyến nữa. Đây hai sọt này là đều giá 75.000. Ở bên này thì cứ vải đẹp thì trở sang làm mua thôi. Này thì cũng phải bảy mấy, 75 nhỉ? 75 hả? À, có phiếu rồi phải không? Đâu em mượn cái phiếu để cho bà con xem mùa trang này 75.000 này nè mọi người nhá. Đấy 75.000 này. Đỉnh chưa? Hơn 2 tạ. Hơn 2 tạ. Này mà gần 20. Ở xem nào. 2 tạ thì được 15 triệu. Còn hơn 2 tạ nữa chứ nhỉ. Đấy. Hôm nọ là vào 2 tạ, gọi trừ hôm nọ trừ vào được 2 tạ 2. 2 tạ 2. Bao nhiêu? 75. Nhà bác này cho làng nào? À, Vành Dây. À, Vành Dây à? Ừ. Năm nay chắc được khá khá đấy nhà bác. Năm 7 tổ này thôi. Còn đang trong vườn còn nhiều không? Còn. Bao nhiêu anh? Có phiếu rồi. Trên hôm nào cháu bán cho chị dân ở chỗ nhà. Chị mua vải đỉnh rồi, nhất Lục Ngạn rồi. Chị mua vải Bằng Thủy thì nó gần như là đỉnh khu vực Lục Ngạn rồi. 75.000 đây của bác. Vâng, tí mình sẽ di chuyển lên đấy cái khu vực ở trên Đồng Cốc ở trên đó để xem thế nào, xem vải trên đó thì còn có vải không, nhưng mà ở đây thì không còn vải nữa rồi, ít lắm mà. Chỉ lác đác vài sọt thôi. Gần như là cuối vụ rồi. Hết 70% rồi, không còn nữa. Ê, toàn những sọt vải đẹp, toàn 75.000. Giờ muộn không còn vải rồi. Ờ bác à, ở đây người ta cân hàng đẹp thôi, cái này trở lên trên thôi bác. Ừ, đây ở Thanh Hà thôi, cái này vải ngọt à? Vâng bác. Vâng, hôm nào cũng quay nốt mấy hôm này hết vải thôi. Chắc sắp hết rồi, hôm nay vắng lắm rồi. Ờ, vắng lắm rồi. Vâng. Rồi mình sẽ lên trên đi xem nào nhá, phải trời đang nắng. Và giờ mình đang ở bên trên Lim một tí nhá. Chỗ nhà chị này cân vải Thanh Hà rồi vải ngọt nữa. Mình vào đây xem bà con đang bán vải ngọt ở trong này xem giá thế nào đây này. Đấy. Bán khá là nhiều và thiếu ngọt đây. Ở trong này có khá là nhiều nhá. Và thiếu ngọt. Ôi, không biết là giá thế nào đây, hỏi các bác xem nào. Năm nay hàng hoa đấy. Của chị cái nào đây? Bao nhiêu đây chị? 4 đồng à? 40.000 chứ không phải 4.000. Chào anh em nhá. Cái này được 4 không?
4 rồi. 4 này à? Đang ngủ. Vải năm nay nó cũng không được to lắm nhỉ. Hay là nó chưa chín nhỉ? Mà là nó chín thì khả năng nó cũng thối nhiều. Hả? Hôm nay lại xuống đây thử xem nào vào đấy, nhưng mà Tân Sơn cũng chỉ một lúc thôi hết sạch vải luôn. Thì tầm khoảng 3 40 phút. Ừ. Mà hôm nay thấy ít lắm rồi, chẳng còn nữa rồi. Ở đây vải ngọt thì đang có giá tầm khoảng 40.000. Bác. Vâng bác ạ. Bác bán vải ngọt à? Hôm nào đi cân với đi quay. Vâng, em quay mấy hôm cho nó hết vải đi. Sắp hết vải rồi. Vâng, giá vải ngọt thì khoảng trên. Ui dồi ôi, là gặp em gái xinh đẹp đây rồi. Gặp người đẹp bán vải đây rồi. Này được 5, ấy ấy ấy, làm người ta giật mình. Đấy, vải ngọt đấy. Cái này được bao nhiêu đây hả người đẹp ơi? 45 anh ạ. 45 à? Và 45.000 đây. Xem phần bên này được bao nhiêu đây? Này cũng được hơn 40 chứ nhỉ? 40 mấy đấy? Là 52 à? Được. Đây là được 52. 60. Hả? Gần 60 rồi. Ở vườn á? À. Con không? Hay là cũng sắp sốt sổ rồi? Sắp khóa sổ rồi. Sắp khóa sổ. Vậy là sắp đóng cửa vườn rồi. Còn cái quả chín đi bán trước. Thế là một số nó chưa chín à? À. Một số nó chưa chín. Rồi đi đi, luôn. À, đây vải ngọt đây. 4 mấy nghìn có, 50 nghìn có, 50 nghìn có nha. Nhấy bê đây, tự bê thôi. Đấy, sọt vải to tự bê thôi. Vâng, giá 52.000 là quả nó đều nhé. Em không hút thuốc bác ạ. Vâng, cảm ơn bác nhiều. Đây để vào đây. Ừ, lên hôm nay dạo đây được 4 mấy đây? 50. À, 50 à? Vâng. Ngày hôm qua nó chả 48 rồi này. Hôm nay nhiều vải quá. Phong Vân có vải không? Phong Vân hôm nay chả có đâu hả? 74 à? 75 mình vẫn đây dưới kia thấy 75. Và đây 50.000. Đây vải thiều ngọt nhiều nhé. Cho hẳn lên xong rồi khiêng ra nó dễ hơn. Đây 50.000. Đây vải thiều ngọt. Mình sẽ lên cái khu vực ở bên trên Đồng Cốc để xem thế nào. Nhà bác còn nhiều không? Còn mấy tạ à? Vải ngọt à? Ờ. Thanh Hà hết à? Thanh Hà đừng nhiều không? Hai tạ. Vâng, đâu cũng thế thôi. Nhà chả có quả nào ăn đấy. Chào bác, đi trên này tí nhá. Vâng, đây vải ngọt ở bên kia. Nhưng mà chị này đang mua giá tầm khoảng 50.000. Vải hàng 50 hoặc hơn 50. Vậy là thiếu ngọt. Cân cả vải Thanh Hà. Mình sẽ lên khu ở bên trên Đồng Cốc để xem ở trên kia còn có vải không nhé. Còn đây thì chị toàn mua vải ngọt thôi. Vải ngọt với vải Thanh Hà nhưng mà hàng trung bình thôi. Không phải hàng xuất khẩu, tức là miền Nam mình nghĩ là vậy. Và bây giờ mình hãy di chuyển lên đến cái khu vực cầu Chét, Phì Điền. Đây thì ngay bên trên này là chỗ ngã ba Đồng Cốc nhé. Tầm giờ này là 7:30. Để xem bà con ở đây còn bán xem giá cả ra làm sao ở đây này. Đấy, có những sọt vải vẫn rất là đẹp nhé. Không biết là người ta bán thế nào cũng chưa biết được. Mình sẽ sang bên này mình hỏi xem một số bà con ở đây thì có hàng xuất khẩu Trung Quốc ở đây. Ở đây chú anh năng đào này. Mình thử xem cái sọt này không biết là giá sao đây. Úi dồi, sọt vải của bác đẹp thế. Lại xuống đây. Vâng. Giá 70 mình lắm mua. 70 không đúng không? Là cái thế chứ. Đúng không? Đúng không? Đúng không?
70. Bác bảo 70 gì? Giá 70. À giá giá 70. 70. Hôm nay chưa được đâu. Chả muốn được. 70 chưa bán. Trời. Bảy mươi. Bảy mươi cổng chạy mới cao nhất. Vâng, nếu mà bác muốn thử đi xuống thì thương thì xuống. Còn em thì cũng không biết là như thế nào được, tùy thuộc may mắn của mình với lại. Vâng, ở dưới kia thì em thấy cao nhất họ mua là 75.000 là hàng đẹp. Còn của bác này chắc nó tầm khoảng 71, 72 thì chắc là... 70 nó cũng có. Vâng. Nếu mà anh xuống nhà cái gì nhỉ? Ở dưới kia thì thấy nó mua 75 cao nhất. Nhà mùa trang. Đúng rồi, nhà mùa trang. 70 là thấp nhất đấy. Sẵn sàng 68, 70. Vâng, 75. Ở điểm này thì anh em vẫn cân vải U này. Không biết lại U thế nào không biết thôi. Anh bán U Hồng à? U Hồng. U Hồng sáng anh đã bán được bao nhiêu? 70 anh mượn ơi. U Hồng cũng 70 à? Vâng. Hả? Cái quay đã còn chưa được. Anh quay em tí. Hả? Anh quay em tí. Quay cái gì? Anh cầm anh quay em. Cầm quay xuống. Để anh em mình chào nhau trên kênh em xem. Rồi đấy. Nhưng mà làm gì nhìn thấy anh làm gì nhìn thấy? Lật lại thế nào? Vâng, ở đây thì chỗ điểm do anh đang đào này vẫn mua vải U Hồng nhé, giá cao vừa đấy mình gặp. Anh em bảo là bán U Hồng cũng mua đến 70 à anh đang đào. U Hồng cũng cân 70 đến 70 à? U Hồng chơi đến 70. Gì à? Vâng, đây cái U Hồng này xem giá thế nào đây. Bác. 14 anh ơi. U Hồng. Và đây thì anh ấy toàn là cân U Hồng thôi. Chị ạ. U Hồng bây giờ giá cũng cao nhỉ. Bác bực bao nhiêu cái này đây? 50 à? Thế sao U Hồng anh vừa bán ra được tận 70 đi? 70 bên này à. Đây U Hồng này cũng giá 70.000 đấy quý ạ. Chứ không phải là rẻ đâu. Đấy U Hồng đây 70.000 này, quả nó rất là to đều. Anh cần một đứa ít ra những cái số này là đóng rồi đây. Những cái số là đóng rồi, hôm nay chắc cân để đủ chuyến thôi. Đây là hơn 50. Đang ngồi bên này không? Xấu. Không lại hẳn. Hôm nay quân là đủ chuyến chưa? Đủ. Đủ à? U Hồng cũng chơi đến tận 70. Khủng khiếp, quá khủng khiếp rồi. 72 cân. Ờ. 72 cân, 271 cân. Đây vải của bác này mới chín tới rất là sáng nhỉ. Nhãn cứng tàu. Ừ. Rất sáng luôn. Mong nó còn chín. còn mấy ít không làm cái này. Sao vậy? Xanh quá. Xanh giờ cũng bẻ, cũng bán được thành tiền hết rồi. Và ở đây anh Trung Quốc anh ấy xem hàng trực tiếp. U Hồng. Bảo gọi nó ra xem trực tiếp luôn, không tí là khó anh em. Nó lấy hay không thì gọi nó ra. À chào chủ Trung Quốc nó lấy trực tiếp à. Được chưa? Và ở đây thì có một điểm chỗ nhà A Kim. Và bên này thì có cái điểm kim cũng như hàng xuất khẩu Trung Quốc đây không biết là vải à?
vải thiều, mình xem cái vải thiều hay là vải gì đấy. Sao lại không bán à? Hả? 67 à? Ông nó quay đây ạ. Ờ, hôm nay lại ra ra ngoài đây. Ừ rồi, để xem có thời gian không đã. Cũng đi quay lung tung hết này cũng không biết được. 67 nhưng mà lại chắc là trên hơi chẳng. Vâng, vải ngọt cũng hơn 60.000 nhá. Tân Hoa xong anh vào đây. Sao còn hai túm này? Đâu xách ở nhà ra bán phải ta xách ở nhà ra nó cân rồi. À. Bán vải ngọt à? Thế là còn hai túm này. Chú ở đây anh lên trên này quay nốt ở chỗ khu vực ba trên này xem. Không phải là khó, ý là vẫn đang quay. Đây mình đã lên cái khu vực chỗ ngã ba Đồng Phốc này. Giờ thì thấy vải ngọt rất là nhiều. Mình thử sang một số bà con đang bán ở đây xem thế nào đây. Còn tầm muộn muộn này thì không biết là bà con đang bán vải ngọt giá thế nào đây. Giá giả đến 6 mấy rồi chưa bán hả bác? Và nó vải vẫn còn trắng trắng. Đấy, những xoan vải của bác chở bằng thúng. Sao mà chưa đi bán hả các bác, cứ đợi thế này? Không ai lấy ý. Sao là không ai lấy nào, giá cả thế nào chứ, không ai lấy thế nào? Nay cho không ai lấy rồi. Có. Thời điểm này là hơi bị mai rồi. Nay cho ai mua rồi hả? Chứ còn giá nó giá cả nó chứ còn lấy thì vẫn. Nói chung là hôm nay là hàng nó hạ hơn mọi hôm. Hạ hơn á? Còn vải Thanh Hà thấy cao mà. Thanh Hà thì cao nhưng mà phải vải thiều. Vải thiều là rẻ. Thanh Hà vẫn được 75.000 ở dưới kia đấy. Nhà ở chỗ cổng chạy mới ấy. Thanh Hà có đắt. Ở đắt mà, Thanh Hà vẫn đắt mà. 80. Ừ, thấy 75 ở dưới kia. Ôi giời ơi. Nhà này sao lại mua ít vải thế này, không mua nữa à? Hả? Không mua nữa à? Không mua được, giá cao. Thế ví dụ giả những sọt kia tầm giá này không mua được à? À. 40, 45. Giờ vẫn còn mấy sọt vải ngon ở đây quý vị này. Vâng, trời đang nắng rồi. Đấy, cả anh... Giờ mới ăn sáng hả? Muộn nhá. Vâng, chào anh em. Anh nghe có vẻ nhàn lắm nhỉ. Vẫn còn đi chơi được. Vẫn đi chơi được. Đâu xem nào, mình sẽ xem một số sọt bà con ở đang ở đây đấy. Vải to này bán được bao nhiêu hả bác này? Bán được rẻ thôi. 70 thôi, 72 à 73 thôi là. Bán được có 73 nghìn một cân thôi. 73 thôi. 73. Được rồi, bá, 73 thì cứ... Tất cả đây chúng mày cứ đăng lên bán 80. Không, 80 em không đăng, bọn em không đăng thế đâu. Một số thành phần nó là nhùng nhằng thôi, chứ còn em không làm thế đâu. Đăng thật như thế. Vâng, còn bọn kênh bọn em làm thật thì không đăng thế đâu. Làm thật nhá. Đây, làm thật thế đây, không tăng tương thế đâu. Không ạ. 73. Mua về cất mặt. Cái điểm chính nhà mình đóng ở đâu hả anh? Điểm chính là tên cầu Xài. Cầu Xài. Đấy, 73.000 đấy. Thì nó lôi như vậy ấy, nhưng mà người ta không bán, người ta sợ bán đến mấy thằng xáo thôi. Thì à, cái ông lại không nhìn ra, cứ tưởng ai cứ thế này. Thì con em nó đi thẳng mà, tay sát gì đâu. Phải qua 3-4 xe mới về được. Xem mấy sọt vải ngọt này. Chưa bán à? Không chờ à? Đang xe hết xăng. Đã hết xăng á? Ui, cái này phải hết xăng sợi không để ý à? Đi bán vải phải để ý, nhưng mà vải to khiêng đi khiêng lại nó mệt lắm. Quên. Quên. Anh ơi, bác kênh này xuống đi. Vâng, vải ngọt giờ vẫn còn... Ui rồi. Vẫn còn đây.
Đấy, xanh xanh này là ra giá tầm khoảng là trên 40.000. Bảy ngọt này tầm trên 40.000 nhé. Ừ, một vòng huyện Lục Ngạn này về thôi. Thấy vải rất ghé mini, những quả vải mini, gọi là vải mini, bằng ngón tay là bằng mini rồi. Mình mua vải gì đấy? Em mua vải thiều. Vải thiều à? Mua loại bao nhiêu tiền? 50-55. Vẫn còn. Đây trên này một tí. Đi sâu cái kia quá. Hả? Hôm nay đi sâu cái kia quá. Sâu rồi đấy, ăn cạo. Ở dưới kia nhưng mà nó chỉ ở cái khu ấy thôi, khu chạy mới thôi. Xa thế, Biên Sơn thì 70. Bảy năm ở cùng chạy mới. Và ở đây thì có một số người ta cân hàng vải thiều này, vải thiều ngọt nhé. Vải thiều ngọt năm nay mình chưa thấy sọt nào đẹp cả. Có mỗi sọt vừa nãy thì bạn kia sắp bán thì bảo là 6-7, nhưng mà người ta chỉ bảo là chê không bán. Chắc khả năng rẻ hơn người ta sẽ mua. Được bao nhiêu cái này à? Thôi ông ơi. Được 5 năm nữa anh ạ. 5 năm à? Vâng. Sao lại buộc linh tinh thế này? Bốn bảy à? Bảy ngọt à? Ơi, chào. Cái này đi số gì ăn được hơn? 47.000 bảy ngọt. 47.000 Việt Nam đồng. 47.000 vải thiều ngọt thưa quý vị nha. Đấy, giờ này một mùa này không còn thấy nhiều nữa. Bác này được 40 năm rồi không? 46 à? Hơi rẻ. Không biết là thế nào cho nó đủ nhưng mà bảo là hơi rẻ. Anh. Vài năm nay nhìn kém nhỉ, màu mã kém thật đấy. Năm nay cũng này. Không đẹp thế nào. Nhìn đúng rồi. Vài này bằng 15 bằng sấy. Sấy. Bây giờ quả vẫn bé. Cái này vẫn lò sàng ấy. Nhưng mà như mọi năm ấy. Không, tầm này sấy được. Ừ, sấy được. Hơn 40.000 một cân, gần 50.000. À, tầm giờ này thì đa phần là toàn cứ phải thiếu ngọt nhiều thôi. Thiếu ngọt bà con cũng chả có bao nhiêu đâu. Gần như là sắp hết rồi. Chưa bán à? Chưa. Thanh Hà. Thanh Hà vài ngọt đấy. Thanh Hà. Vâng, chả có bao nhiêu vải hết rồi. Sắp hết rồi. Mình làm một clip này thì cũng vào tầm giờ muộn muộn này thì người ta cũng đi bán gần hết rồi. Cái vải ngọt là vải Thanh Hà đấy. Cái túm trên nhìn giống Thanh Hà thế nhỉ? Nó đỏ chót. Vải ngọt. Vâng, ở đây thì có một cái điểm mà cân người ta đang làm thì được ít lắm, chả được bao nhiêu đâu. Tầm giờ này thì không thấy có sọt vải Thanh Hà đẹp nào ra rồi mọi người ạ. Không biết giá như thế nào thì cũng chưa biết nhưng mà không thấy sọt vải Thanh Hà nào đẹp nó ra. Còn mấy sọt vải thiều ngọt đấy thôi. Nhưng mà mã của vải thiều ngọt thì hiện giờ thì nhìn nó chưa chín, với lại thấy mã nó kém so với mọi năm. Cái đờ vườn thôi.
chở đi đâu chưa bán? Đây là anh là 68 nhưng mà là hơi trắng thế. Người ta chê cái gì? Ừ, bảo thế nhưng mà con này chắc phải trả mới. Con này chắc phải 203. Con này xuống cổng chạy mới xem. Mới thì con tàu nó xuống là nó chơi chắc chắn. Cổng chạy mới là tàu. Lấy không? Hả? Không lấy. Tháo xuống. Lấy. Tháo xuống. Lấy rồi lại đấy. 668. Giữ xe đấy, đổ này, ý giời ơi, cái này mà đổ. Nó chỉ hơi trắng một tí thôi. Trắng tí. Dạ, trắng. Hơi trắng tí. Nếu mà không trắng phải bảy mấy. Ừ. Cái quả to này thì nếu mà đỏ hết thì bảy bảy mấy. 75. Ừ, 75. Vào việc. Ra đây kia đi anh em ơi. Sáu tám nghìn. Đây sọt đỏ. Đây những cái sọt vải thiều. À, sao mấy à? Và đây gần như là sòn này thấy đẹp nhất khu vực này. Đẹp nhất khu vực này. Chị giá sao mấy? 60. 60 không bán. Và đây có một sòn mà Thanh Hà các bác này không biết là Thanh Hà. À cái này cái vải u chứ nhỉ? Vải u chứ nhỉ? U đỏ thế cái tường Thanh Hà. Mua sọt này là mặt 45. Chín rồi nhỉ? Chín kỹ lắm rồi nhỉ? Chín kỹ lắm rồi. Đỏ chót luôn à. Chót lâu lác đác phải sọt đây những sọt vải ngọt bây giờ là như thế này tầm khoảng hơn 40.000 này chưa chín. Ở đây thì mình không thấy sọt nào giá nó cao cả, trần này thấy sáu mấy dưới 70. So với hôm nay thì nó là thấp, còn so với mọi ngày thì là cao lắm rồi. Đồng chí của tôi à, có về chợ nó bảo là đắt hôm nay là không bán được đâu. Nó bảo làm một cái chân thôi rồi. Và cũng rất là ít vải thôi, cũng chả có bao nhiêu. lượn đi lượn lại vẫn chỉ bằng đấy sọt thôi này. Mình thấy dòng sọt bên này Thanh Hà chả mua, không thể mua được. Rồi vải Thanh Hà nó cao hơn vải ngọt mọi người ạ. Giá vải Thanh Hà nó vẫn đỉnh hơn. Này mà đỏ thì nó phải bảy mấy. Hai tạ mấy điểm? Hai tạ 26. 226 cân. Nhân với giá 68.000.
nó trừ bì viết đi còn là gọi là còn hai tạ tròn đi. Ờ 100 được. Hả? Không mà chết nhưng mà hai tạ 6 mà trừ thế thì đâu cứ hai tạ 26 hay hai tạ 6? Hai tạ 26. Hai tạ 26 thôi. Chứ không phải hai tạ 6, hai tạ 6 trừ đi còn nếu mà chết. Nuôi 11 cân. Hai tạ 26. 10 cân bì. Thì đang bảo là tính hai hai tạ thì cũng được 13 triệu mấy. Hai tạ. Ừ. Hai tạ thì nó rơi khoảng độ gần 14 triệu à. Sọt kia 45.000 vải u hồng. Đấy u hồng ấy. Thì mẹ ngang cơ. Nhà năng đào vào nó mà mua u hồng thì cũng đến 70. Muốn nó quả nó to phải vớt phân chuồng từ một lăng trước. Vớt phân chuồng vớt rồi. Vâng, vải cũng không còn mấy nữa rồi. Khả năng mình sẽ dừng cái video của mình tại đây nhá mọi người nhá. Không ghi hình nữa, giá như thế. Kể chứ mình cứ quay cả chợ mà, hoa hàng nào chả quay. Hơn 50 cũng là tiền đấy chứ không phải là đơn giản đâu. Phải hơn 50.000 một cân thì. Và ở đây thì rất là nhiều loại. Vải thiều ngọt thì màu nó không được đẹp lắm, nó kém, nên nó nhiều giá lắm.